Tạo ra cảm đoán. Từ này hay đấy. Mua hai mét like anh kết bạn. Không, bây giờ không kết bạn rồi, bây giờ nó nổi tiếng rồi, không kết bạn đâu. Ủa thằng này nó kiếm đâu đó khoảng phải trên dưới 10 tỷ rồi đấy. Thấy thoải mái mà. Nhưng cái giải thưởng của nó nhiều lắm ấy. Thằng này á, đây nhá. Anh nhìn xem, nhìn này, nhìn cái thành tích của nó này. Ui dồi ôi, chưa có ai có thể gọi có một cái thành tích kinh khủng như này. Nhìn nó còn 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 này, 1 1 2 8 này, 1 1 1 6 này. Nhưng mà được cái này thì có được nhiều tiền. Ui nhiều tiền lắm em. Ví dụ những cái giải đấu bình thường này ít nhất phải được khoảng 2.000 đô nhá, là cái giải nhất ít nhất nhá. Anh còn không biết chính xác luôn. Đây nhá, có những cái giải mà vé vàng của nó là được, nó được 7.500 cơ mà. Đấy là vô địch đúng không? Ừ, vô địch đây. Là top 1 đấy, hầu hết những thằng top 1 thì không dưới 2.000 đô đâu. Anh chắc chắn luôn. Ui, nhưng mà thằng này ở bên Ai Cập mà. Nó nhiều. Ừ, nhiều mà. Ví dụ so những cái nước kiểu là anh ở New York này thì nó bình thường không? Nhưng mà không, nhưng mà với lại mấy cái nước này thì từ nó cao chứ. Đây, toàn tốt cao không? Báo này nhiều số 1 1 1 1 1. Ngày xưa nó có một cái app mà nó còn cái app này. Đây, còn một cái app này nữa mà đi ba nó được. Thì nó thì nó cũng là một lần đầu tiên mà anh biết đấy, app nó không cái app này, không một cái app khác nữa. Ban viễn luôn à? Ban viễn luôn, xóa luôn mà. Chắc là to. Ừ, từ đấy là nó đại loại là nó xe app được cái nào. Ai rồi cũng sẽ dùng Giant, Electro Giant thôi. Nhưng mà đúng Electro Giant gặp cái deck này đúng là không thép. Đơn giản là con Bobber là còn quá nhiều giá trị với con hai lì. Còn mình không thể dùng như là một cái phải có Arrow. Nhưng Arrow tận 3 lì cơ. Đấy thế nào. Cứ ném bao nhiêu đam. Và hơn nữa là Electro Giant không vào được trụ. Thì là con Real vậy, không sao vào đây rồi. À. Đây rồi này, hai mấy người này, tầm mấy người xem á, vì là bọn nó là nằm ở trên các kênh của chính thức rồi. Ở bọn mình thì nó ít người xem chính thức, mà ở nước ngoài thì nó xem nhiều. Đâu gần như là không vào trụ luôn, cho dù thẻ cuối cùng là Earthquake. Thơ quét nhưng mà cũng vẫn vào quá được. Quả này để đi luôn rồi ông giáo ạ. Hello. Này quay quên. Anh chơi rồi sao? Có mà. Đúng rồi, phòng. Phòng à? Hôm nay anh nhờ gọi xuống sáng nay không chỉ mưa ở trong mưa thì nắng. Mưa không? Không, hôm trước hôm đấy là mưa. Thế hôm nay ngủ sáng cứ bẩn. Liên hoan cho 6 mẹ là liên hoan gì đấy. Từ hồi sang đây còn chả biết được hàng xóm là gì. Không phải đi suốt. Không phải đi suốt mà là nó không gặp nhau ấy. Tức là mỗi người một công việc cứ lại mình có gặp chả biết được. Đôi khi là toàn người lạ vào cũng chả biết. Nhưng mà tại vì là bên này có vân tay thì chắc chắn là không có người lạ. Em có thích địa điểm đấy. Thì sẽ là khách sạn 3 sao hay 2 sao gì. Giờ đang ra đây nó vẫn còn mới, công tơ nó có được khoảng mấy trăm số mà. Công tơ còn mấy nguyên. Tháng 4, tức là anh cưới xong rồi anh mới sang mà. Có giờ chưa anh kính chúng ta hả? Trước là anh ở bên đồng nghiệp, cái phòng cũ. Cái phòng anh ở bên đấy 10 năm cơ mà. 5 năm rưỡi. Thế anh đâu? Cô anh hồi đấy là ở bên cũng đề. Giờ đấy là mình đã ở với nhau đâu, mà sau cưới, cưới xong thì mới về ở chung mà. Không đấy. Mình quan điểm rõ ràng thì ok. À, dùng aperture của Grab. Ok, Mohamed Lion Yans.
Thu quý quý. Chụp bắn tối là ra nó cũng chụp này đâu. À nhưng mà chụp tối nhưng chúng sẽ lên được chi tiết rất hay. Kiểu nó chơi được sáng sáng lên. We play a tennis challenge. Yes, let me check the schedule. Schedule the next tennis win challenge. I don't remember schedule. Yeah, cause it's really good, much amazing matchup. Bây giờ đây rồi. Quân nhân một à? Ủa tí nữa phải đánh gì ạ? Cái Barbarian challenge. Barbarian Launcher Challenge. Có để áo ấy cực. Từ mùng 6 đến mùng 10. Đây đây đây. The schedule. Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tức là hôm nay này, hôm nay sẽ có cái Baran Challenger này. Không xem à. Xem mấy cái này nhiều thằng nó hay search nên là làm video cũng có view đấy. Đây này. Hảo đấy. Cái này là cái gì, sự kiện mới này. Sự kiện mới ngày hôm nay luôn này. Cái mô tả nó bắn vào con ba ba. Thấy không? Đấy, nó cứ bắn như vậy á. Nó thay cái mô tả thay đổi đấy. Ừ. Anh ở trong cái nhóm Creator mà. Ở trên Discord ấy. Thì khi mà bọn nó kia, anh ở tay ở hai thì anh sẽ không được xem trước, mà khi mà bọn up clip, tức là bọn thông tin này nó được đưa ra rồi thì bọn anh mới được có cái link này. Còn nếu mà tay ở ba thì bọn anh sẽ, bọn tay ở ba thì bọn kia sẽ được review trước, nó sẽ làm cái tỷ lệ clip trước, sau đấy là nó sẽ bọn nó up đúng cái thời điểm mà thông tin này được thông báo luôn. Hey Phạm Trọng. Cái này, cái tay rồi như này. Đây. Thì khi mà thả nó có một cái. Đây. Cái cấu trúc của này là cái tay là cốt này, đây là cái nơi mà để nhận đồ này. Thì khi mà mình có cái cốt này mà đã chưa nhận đấy, nó vẫn hiện sáng lên đấy. Thì mình sẽ vào cái chỗ mà Super Cell này. Xong là điểm cái cốt này là được. Đại gửi cho một cái này. Đây cốt này, mà một cốt mất rồi, mình dùng nó mất rồi. Nó ở đây có một cái dòng cốt này, mình có vào đây xong mình tết cái dòng cốt này, xong đây cái dòng cốt này, đây cái cây này đã được nhận rồi này, mình nhận cái này, nhận đồ đấy, xong điền thông tin là được, nó ship đến tận nơi luôn. Không có gì, mất gì đâu, phải mất gì? Là lên cái tay rồi này. Cái được. À, tiger này thì nó sẽ có một cái điều kiện là khá là thú vị. Để cho chú xem luôn. Để cho chú xem, chả mất mẹ gì, cho xem luôn. Cái bọn này nó cấm là cho xe các cái không được cái xem cái private cái server của bọn này. Ví dụ tiger process này, nếu mà em muốn là lên được post này, how to work lên nâng cấp này. Thì cái này rất quan trọng cho việc làm con tem nhá. Thì tự nhìn này, video phải trên 1080 này, tự video rất dài đấy. Này rõ ràng về audio này, chất lượng về âm thanh này, là clear and professional. Mà mess line này tụt mà hơi chậm nhỉ. Ok, thằng Mohamed Lai là một thằng mà profile đẹp nhất trong tất cả các thằng. Ok, mở mét lại kia.
này, đợt này nó học đợt học cách đợt 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 văn thi, đợt văn thi trước và học sau. Mình học giáp rồi, không gì rồi. Thua. Motor không kịp nữa rồi. Tích bờ bên kia nhanh hơn. Một người là đi thôi, cho bao nhiêu tiền? Đi đường 8 tháng là bao tổng? Tổng là... Ủa, dưới rồi. Cũng nhiều. Mấy công ty IT dùng. Ông anh trai tình vợ anh làm ấy. Một đứa đi 6 triệu, đi 3 ngày hay đi. Bằng cách nào? Chưa đi à? Dạ. Chưa đi à? Cho anh bảo đi 3 ngày 2 đêm như thế thì... Sorry guys, turn on music. Okay, we have a 30 minutes left. And I use the live stream. Take from you. And who will turn one? So let's check a little board. So right now, Araban top one and Asab. Asab top one. Araban top two. You got to two and three. You got two. Do I count? Ui dồi, em vừa ngủ quên là xem live, trời ơi em ơi. Đây, mở cửa ra. Bật cái đèn ở ngoài ra. No, the more mess die loose. Sorry, Ian la loose. Come on. Come on. Remy. Mấy thằng này, tao biết anh là... Có mà em biết mà. Nhưng mà bây giờ nó ít. Mới nổi thì nó thực hiện đúng. Yeah.
Mohamed Sly and Jan. Let's go. Cô tờ không vậy, tờ anh hay về thương nguyên đánh đi thôi. Còn đây rồi. Đi xe của vợ, cái con Vision đấy. Đi có thể tập xong. Nhưng mà đi có đấy, đi lấy giả lấy vào nó dễ. Sách dưới hầm xe nó đông, hầm có khí nó đông để nó dễ. Một rồi. Thằng này cũng chơi Ryu này, thằng này chơi Brick Spam này, thằng này chơi Hawk. Thằng này chơi Brick Ryu. Under Ryu. Đấy, thằng này chưa chơi được làm quen. Bắt chuyện chứ. Nè, thằng này tay mấy kìa. Nè, thằng này có tay 2 này. Thế là có tên Twitter. Ví dụ như thằng Motten này. Nó là tay 3. Nó là tay 3 rồi này. Thế là 100 cao sấp này. Đấy. Như thằng này có phút. Các anh có hiện mấy người mấy cái kiểu không? Có ạ. Này. Có này. À, 2 là thấp hơn 3. Thấp hơn 3. 2 là chỉ được gọi là review với em sau cái này thôi. Bắt lại không có cốt. Được ạ. Chắc đây đời con anh không? Không để con anh làm tiếp nối bố. Trước khi bố nắm mắt, bố sẽ để lại cho con một kênh 44k sub bố đã làm cách đây vài chục năm. Con sẽ tiếp nối bố nhé.